mọi người ơi, em lau lá này, lau lá của cây lan ý này đi. Mọi người biết vì sao là em phải lau cái lá này đi không ạ? Thì thật ra thì cây lan ý nếu mà lá bẩn hay là như nào thì cây nó không quang hợp được tốt đấy, thì mình lau mấy cái lá này đi thì cây nó sẽ quang hợp tốt hơn, lá xanh mướt hơn đó các bạn. Đó, mọi người thấy em lau, em lau cái lá đi đúng không? Lau lá đi rồi thì nó xanh mướt này, nó xanh bóng loáng hơn. Đợi em thôi. Em lau cái lá đi nhá, em lau cái lá đi, lá bẩn. Đó là bẩn thì mình lau đi đấy các bạn. Khi mà mình lau lá đi rồi này thì cây nó bóng khỏe đẹp như thế này, thấy không ạ? Đây ví dụ cái lá này đúng không, đây cái lá này bẩn bẩn đây đúng không, đấy đây mình lau cái, mình lau một cái đây. Cây nó bóng khỏe hơn chưa? Mình làm sạch lá như thế này á, thì sẽ giúp cho cây nó quang hợp tốt đấy. Cây quang hợp tốt thì cây nó tươi tốt hơn, đẹp hơn, xanh hơn. Thì em lại lau lá đi nữa, lau đi. Đây rồi đó. Lau cái lá này đi cho nó tươi. Đó, đó là được nha. Đây là bẩn như này đúng không? Đó, lá nó hơi bẩn như thế này. Mình phải chăm, chắc chắn là mình phải chăm rồi, cái chăm của cây mới mình chăm thì cây nó mới xanh tốt hơn, xanh đùa đẹp hơn. Mình lau cái lá đi thì lá nó sẽ quang hợp tốt, xanh hơn, đẹp hơn, mình bắt mắt hơn. Đó các bạn thấy không? đâu. Lúc em chưa lâu với lúc em lâu rồi các bác coi khác nhau không? Bác mua trời một vực luôn á, vì nó xanh, nó đẹp hơn. Còn mấy cái lá mình chưa lâu rồi nha, nó dính bụi các bác coi, dính bụi. Thế này em phải lau đi nha. Để lau đi. Đó, cho các bác coi. Em vừa lau lá xong, nhìn lá xanh mướt rồi. Các bác thấy không? Lau xong thì khắc bọt ngay. Có cái cây kim tiền vừa nãy em cũng lau. Đó. Mời các bác đến ủng hộ nha. Xin chào.